Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vạ má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng này tuy ngắn, đọc qua thì thấy dễ hiểu, nhưng nếu không khéo chúng ta sẽ hiểu sai. Có một câu chuyện vui là có một ông kia đến gặp cha xứ, mặt thì sưng lên. Cha xứ hỏi tại sao vậy? Dạ thưa cha, con với cãi nhau với ông chánh tát con một phát bên phải. Con nghe lời Chúa, con đưa luôn cả má bên này ông tát một phát, cho nên con bị rụng răng. Chúng ta hiểu như thế thì đó là sai điều của Chúa nói. Vậy bài tin mừng hôm nay muốn nói rằng khi Chúa Giêsu trích luật của ước là mắt đền mắt, răng đền răng, cái mục đích ở đây đó là hạn chế sự báo thù. Bởi lẽ người ngày xưa khi báo thù nó không chỉ là xảy ra giữa người này với người kia, mà nếu một người của bộ lạc A đánh một người của bộ lạc B thì có thể cả bộ lạc B kéo đến, và không chỉ đánh một người của bộ lạc A mà có thể giết chết toàn bộ người của bộ lạc A. Vậy thì ở đây khi nói mắt đền mắt, răng đền răng là muốn hạn chế sự báo thù. Nhưng thực ra cái sự hạn chế báo thù này nó không nằm ở con người là ai muốn làm sao thì làm, mà nó nằm ở các quan án. Bởi vì chính các quan án mới đưa ra những luật này và mời gọi người ta thi hành, chứ không phải là người ta tự động cứ có luật là được thi hành. Vậy ở đây Chúa Giêsu đòi hỏi người Kitô hữu vượt xa điều đó. Nó không chỉ là mắt đền mắt, răng đền răng, mà dừng lại ở việc đó là không được báo thù dưới bất cứ một hình thức nào. Nghĩa là người Kitô hữu dưới một hình thức nào đó mình báo thù, dù là được phép hay là đúng luật, thì đối với Chúa cái đó không được phép. Bởi vì báo thù luôn luôn là điều xấu mà Chúa mời gọi mọi người chúng ta phải bỏ qua, phải yêu thương, phải tha thứ. Vậy lời Chúa hôm nay có gợi đã cho chúng ta một vài chỉ dẫn. Điều thứ nhất mà nói là nếu ai bị vạ má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái nữa. Điều Kinh Thánh nói ở đây nó không phải là tát phía bên phải hay tát ở phía bên trái, mà hiểu theo một nghĩa đó là tát má bên phải là cái tát của sỉ nhục, bởi vì chúng ta tát bằng mu bàn tay. Vậy thì cái tát này nó không chỉ là đau về thể xác mà nó đau về tâm hồn, bởi vì sỉ nhục, và vì vậy nó đau gấp 2, gấp 3 cái tát. Còn cái tát ở má trái đó là cái tát mạnh, đau thể xác chứ không phải đau về tâm hồn. Vậy thì điều Chúa mời gọi là chúng ta phải đón nhận, nó không chỉ là về thể xác mà cả về tâm hồn, và mời gọi chúng ta đừng báo thù ngay khi có một sự bất công xảy đến cho mọi người chúng ta. Vậy thì điều này muốn mời gọi đó là chúng ta hãy xin Chúa để mình có sự can đảm đón nhận ngay cả một sự nhục mạ nào đó, mà có thể chúng ta nói là tôi có thể phản ứng lại, hoặc tôi có thể đáp trả lại bằng một hình thức nào đó như là trả thù, thì Chúa mời gọi chúng ta đừng trả thù nhưng hãy tha thứ. Rồi điều tiếp theo mà Chúa Giêsu nói là nếu ai muốn kiện để lấy áo trong của anh thì hãy cho nó luôn cả áo ngoài. Vấn đề ở đây cũng không phải là cái áo là áo trong hay áo ngoài, nhưng đối với người Do Thái thì áo ngoài quan trọng hơn áo trong, bởi vì áo ngoài là một cái áo choàng và buổi tối có thể trở thành một cái chăn để đắp. Nếu một người nghèo thì họ chỉ có một cái áo ngoài thôi, còn áo trong thì có thể có 2-3 cái. Và nếu buổi tối không có cái áo ngoài để đắp thì họ có thể chết vì lạnh. Bởi vì vậy trong luật cựu ước xưa đã nói rằng nếu như ai cầm cái áo mà áo ngoài đó thì tới trời tối phải trả lại cho người ta, phải cho người ta chuộc lại dù người ta không có tiền. Vậy thì cái áo ngoài nó quan trọng hơn là cái áo trong. Vậy điều này Chúa mời gọi chúng ta là người Kitô hữu thì không đòi quyền lợi về bản thân mình, nhưng hãy nhắm đến quyền lợi của người khác. Vậy khi ta nhìn đến quyền lợi của người khác thì ta mới biết cách thế nào để ta làm. Bởi lẽ trong cuộc sống chúng ta hay nhìn đến quyền lợi của mình và cho mình có cái quyền như thế
và tôi được như thế, để rồi chúng ta quên mất người bên cạnh của mình đang cần những cái gì. Không phải là người xa lạ đâu, mà ngay trong gia đình, là vợ chồng, là bố mẹ, là con cái cũng vậy. Nhiều khi vì ích kỷ cho nên chúng ta chỉ biết đến quyền lợi của mình mà không nhìn đến quyền lợi của người khác. Điều tiếp theo mà Chúa Giêsu nói đó là: nếu có người bắt anh đi một dặm thì anh hãy đi với người ấy hai dặm. Vấn đề ở đây cũng không phải là đi một hay hai hay ba hay bốn, nó không nằm theo nghĩa đó. Mà Chúa Giêsu muốn nói rằng là người Kitô hữu thì điều quan trọng nhất đó là phục vụ. Điều quan trọng là tôi phục vụ người khác, chứ không phải là điều mà tôi phải muốn làm sao đó để phù hợp với tôi. Hãy phục vụ một cách tốt nhất, và phục vụ ngay khi người kia không đền đáp đúng với cách của họ thì tôi vẫn phục vụ một cách chân thành. Có thể một người đi làm thuê mà bị một người chủ cằn nhằn, ta có thể làm không đến nơi đến chốn, nhưng Chúa lại mời gọi trong hoàn cảnh đó tôi vẫn chu toàn bổn phận của tôi một cách tốt nhất có thể, ngay khi ông chủ đối xử không tốt với tôi. Vậy thì thưa quý ông bà và anh chị em, điều Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta đó là đừng báo thù dưới bất cứ một hình thức nào, nhưng hãy yêu thương. Luật đòi hỏi có thể vượt quá sức tự nhiên của con người, nhưng chúng ta tin tưởng rằng với ân thánh của Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng được con người tự nhiên của mình, và chúng ta có thể sống được như lời mời gọi của Chúa là anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời là đứng hoàn thiện. Amen.